nằm thì xuống ngồi dậy cũng đau lắm. Thay đổi tư thế cũng đau. Và sau khi điều trị 2 tuần thì bây giờ cô khỏe, được chạy bộ được luôn. 10 phần thấy khỏe được 90% hay 80% hay là 100% gì chưa? 100%. 100% bây giờ không có đau đớn gì nữa hả? Không. Chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta đang gặp đây là bác Cham ha. Bác Cham là ở Củ Chi. Bác Cham ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tình trạng mà đau cột sống, mà đau lưng sao cô Cham? Đau ngồi vậy không được. Đau lưng ngồi vậy không được hả? Ừ. Rồi di chuyển gì cũng đau hả? Ừ. Rồi ho hắt xì hơi gì có đau không? Đau. Mà cũng đau. Tình trạng đau vậy là đau bao lâu rồi bác Cham? Lần dữ rồi, trong vòng mấy tháng nay thôi. Mấy tháng nay là đau dữ, nhưng còn khi đau lưng là mình đau là mấy năm rồi hả? Đa không, hồi không, không có đau lưng gì hết, bình thường. Nhưng mà mới xảy ra trong 6 tháng này thôi, mà nó đau dữ vậy luôn hả? Rồi cũng được luôn. Bác Cham có đi chụp MRI á, thì bị thoát vị địa đệm tới 5 đĩa lưng. Dạ. 5 năm địa điểm thắt lưng ra 5mm luôn, rồi xẹp một đốt sống, rồi vẹo cột sống nè. Rồi bác sĩ có kêu mổ không? Không. Chưa có kêu mổ hả? Tại vì đi chụp em ray cái bán thuốc cho cái về uống, cái kêu đi tái khám không có đi. Nghe em đỡ rồi, không có đau nữa. Nhưng mà sau đó thì nó lại đau lại. Đúng rồi. Đau lại, không đi không tái khám mà đau lại. Rồi bác có uống thuốc, rồi tiêm thuốc, rồi cấy chỉ đốt xạ hương, bấm huyệt gì hết rồi đúng không? Có làm hết rồi rồi, nó mới rồi đau trở lại. Mới đau rồi không đỡ nó mới đau lại, đau lại thì đau lại đó, nó đau nhiều dữ dội nữa đúng đau không? Nhiều thì nó không có nhiều, mà cái lúc mà mình chưa đi trị xạ hương á, thì nó đau, cũng châm cứu rồi mà nó không có đau nhiều. Rồi trong thời gian gần đây thì nó lại là bị đau lại hả? Đau lại đau nhiều lại, đau lại cái mà nhiều không, đau nhiều không? Ít cái mình cũng tính đi xuống dưới chỗ sông xạ hương á, cái nó nói là còn mới quá, không có chữa được, cái mình không có đi, mới chạy qua đây, cái là... lên truyền hình thấy Đài Vĩnh Long á, rồi mới đi qua đây tới đây. Dạ. Mà con thấy mấy ngày đầu còn đau nhiều mà đúng không, mấy ngày đầu mà mới điều trị á con thấy con đúng đau rồi. Nhiều mà con thấy đau, đau nhiều đi, đúng không? Khó đi lắm. Đi khó đi đúng không? Mấy ngày đầu tới đây là con thấy bác Cham mà rồi. đi đứng khó đó, tại vì bác Cham mới gọi con là đau, đi nói con là đang đau nhiều mà. Rồi sau khi điều trị 3 ngày là bác Cham thấy đỡ đúng không? 3 ngày là thấy đỡ rồi đúng không? Hiện bây giờ là bác điều trị được 2 tuần. Đúng không? 2 tuần. 2 tuần. Rồi sau khi 2 tuần thì bây giờ bác thấy khỏe nhiều không? Khỏe nhiều. 10 phần thấy khỏe được 90% hay 80% hay là 100% gì chưa? 100%. 100% bây giờ không có đau đớn gì nữa hả? Không. Khỏe đau quá ha. Gì nữa hả? Bây giờ là khỏe rồi, chạy bộ gì được hết rồi. Giờ mình không lấy đồ cũng không có đau. Không lấy đồ không đau. Ho cũng không có đau. Bữa trước là ho đau đó hả? Đúng rồi. Tại vì khi mà tới trung tâm điều trị thì cô bác Cham này này, bác Cham mà đang đau lưng nhiều lắm. Tại vì bác bị tới thoát vị 5 địa điểm ở lưng. Cái lưng của chúng ta có 5, vùng thắt lưng có 5 địa điểm, bác bị tới 5 cái ha. Và thoát vị ra 5mm nó sẽ chèn ép hệ thần kinh. Và mặc dù là lúc trước thì bị 6 tháng rồi bác Cham điều trị rất nhiều phương pháp, nhưng mà sau đó thì nó vẫn cứ bị tái lại. Thì bây giờ khi mà đau nhiều thì tới đây là đi đứng cũng hơi khó khăn rồi ha. Thì tới đây là đi đứng khó khăn ha. Đi thấy phải ưỡn đi từ 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 rất là đau. Đúng rồi. Và sau khi điều trị nằm xuống ngồi dậy cũng đau lắm. Thay đổi tư thế cũng đau. Dạ. Và sau khi điều trị 2 tuần thì bây giờ cô khỏe rồi, chạy bộ được luôn. Và chiều nay bây giờ khám cho cô bác Cham để cho bác Cham xuất viện ha. Thì rất là mừng ha, không gì quý bằng sức khỏe. Rồi trong thời gian ở đây bác Cham thấy được không? Máy móc rồi nhân viên bác sĩ rồi chỗ ở được không? Được. Một ngày bác Cham phải được điều trị là từ ít nhất là cũng phải là 4 tiếng đồng hồ đúng không? Đúng không? Này tổng cộng không phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới xong hết á. Rồi sáng 2 và chiều 2. Sáng 2 tiếng rồi chị điều trị chiều 2 tiếng rồi lại. Rồi ăn uống tắm rửa giặt giũ ở đây được không bác Cham? Đúng không? Ăn uống thì bình thường, ăn hết. Đã ăn hết rồi hả? Khỏe, bây giờ hết đau. Ăn hết rồi phần mọi người. Tại vì khi mà bệnh nhân ở lại nội trú hoặc là người nhà ở lại nội trú sẽ được phục vụ ăn uống miễn phí ngày 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Cơm sẽ được nhân viên bưng tới tận giường luôn cho bệnh nhân và cho người nhà bệnh nhân ăn luôn. Nước khoáng uống miễn phí, giặt đồ thì có người lên giặt đồ miễn phí cho người nhà và cho cả bệnh nhân luôn, để cho bệnh nhân yên tâm trong vấn đề điều trị. Chăn ra mùng mền thì có đầy đủ hết, và trong phòng có máy lạnh ha. Khu tập thể cũng có máy lạnh, có quạt, có máy lạnh luôn. Đó thì với mong muốn là được ứng dụng nhiều kỹ thuật máy móc hiện đại để giúp bên chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng, để giúp cho bệnh vật. Và hôm nay là bác Cham này rất là khỏe ha, rất là mừng mọi người ha. Bệnh này cũng đã 6 tháng trời và đau nhiều, lúc mới vào thì bác Cham đau nhiều lắm, và sau khi điều trị 2 tuần thì đã ổn rồi ha. Bây giờ là khỏe, ăn được ngủ được ha, đúng không?
Rồi, rồi con chúc cho bác Trang về được mạnh khỏe ha, công việc trong gia đình một mà việc thuận lợi tốt đẹp hết và gia đình hạnh phúc nha. Và phòng khám thì không có hẹn gặp lại đâu, thì gặp lại là còn bệnh đó nha. Chúc cho bác Trang được mạnh giỏi Quá trời nha. mừng, quá trời luôn. Gặp bác sĩ, nói với bác sĩ trời mừng quá bác sĩ ơi. Dạ, mới gặp con ngoài kia thì bác Trang rất là hạnh phúc khi Khỏe mà quá. được khỏe, và bây giờ là hết đau rồi nha, mặc dù mới vào thì đau nhiều lắm. À, bây giờ thì đã 2 tuần rồi, bây giờ bác Trang bây giờ là được xuất viện ha. Chúng ta xin chúc mừng cho bác Trang ha. Xin chúc mừng nha. Chúc cho sức khỏe quý hơn vàng nha mọi người. Dạ, chúc bác về bình an ha.